Con chào mẹ ạ. Ừ, sao mới sáng ngày ra mà giọng đã khó khăn thế con? Mẹ ơi, tối ngày hôm qua phòng của con lạnh quá, cả nhà không ai ngủ được, nên là sáng ngày hôm nay con phải đi ra chợ mua cháo nóng về cho cháu nó ăn cho ấm người. Sướng quá, nó quen rồi. Mới thời tiết này thôi mà đã suốt ngày chạy máy sưởi. Bố mẹ có cần gì đâu, chỉ cần đắp một cái chăn vừa đủ ấm, thế là sáng lại còn dễ dậy nữa. Mẹ, ừ? Sao con tưởng là sáng nay con dâu mới của mẹ phải dậy sớm để phụ mẹ chứ. Ủa trời ơi, mà tuổi này dậy làm gì nổi. Cái này cũng phải chờ mặt trời lên đến đỉnh cơ. Trâm Anh nó đã dậy từ sáng sớm, đi chạy thể dục rồi con. Trâm Anh về đấy hả? Dạ mẹ. Con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Dạ mẹ. Mẹ cũng tập thể dục buổi sáng đi cho khỏe mẹ. Với lại con thấy chuyện ăn sáng, mẹ cứ để mọi người tự lo, mẹ không cần phải làm đâu. Mẹ làm như thế này quen rồi, coi như là tập thể dục. Này, thế sao dậy sớm được như thế, không nấu ăn sáng luôn cho cả nhà cùng ăn, để cho mẹ đỡ phải làm. Em vẫn chưa biết nếp nhà mình, mà sao chị cũng không xuống phụ mẹ đi. Chị vẫn còn nhỏ em ạ. Nấu ăn là niềm vui của mẹ, mẹ không cần đứa nào phải giúp cả. Hai đứa nhá, bây giờ Trâm Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Còn con, đi nhanh đi mua cháo về cho thằng Long. Vâng ạ. À mẹ ơi, ừ? Con xin phép mẹ trưa nay con đi ăn với mẹ con, cho nên không ăn ở nhà mình nha. Ừ, dạ. Em, thế em không biết tục lệ như thế nào ạ? À? Khi mà cô dâu mới lấy chồng thì phải 3 ngày mới được về nhà mẹ đẻ cô. À, thời buổi nào mà chị còn câu nệ ba cái chuyện đó. Với lại em đi ăn với mẹ em ở ngoài quán, chứ không phải ở nhà đâu. Thôi thôi, hai đứa nghe lời mẹ đi nào, đứa nào việc nấy chứ. Mới sáng ngày ra, nhà bao việc. Nho ở đâu mà ngon thế? Nho ngọt lắm ạ, lại không có hạt luôn ạ. Chuyện nho nhập ngoại đấy, những 500 ngàn một cân. Bình thường mẹ con tiết kiệm mà hôm nay chơi lớn thế nhở? Mẹ có mua đâu, Trâm Anh vợ con nó mua đấy. Mẹ mà nghe thấy 500 á là mẹ chạy luôn. À, con còn chưa kịp ăn, mẹ lại lấy của con rồi. Trả cho con đi. Thôi không cần phải ăn nho nữa con ạ. Sao thế cụ Long? Con ơi, cụ Long nó thích ăn nho, cứ để cho nó ăn con ạ. Con ăn ạ. Thôi thôi thôi, thôi mẹ, cháu nó ăn no bụng rồi, bây giờ mà ăn nữa nó trễ lắm á. Thôi. À, đi lên phòng học bài đi con. Ờ nhưng mà ăn no rồi đi lên học bài. Mẹ nói đi lên phòng là đi lên phòng. Nhưng mà con thích ăn nho. Nho thì lúc nào cũng có thể ăn được. Mấy cái quả nho đấy xanh lè xanh lét, có cái gì ngon đâu mà phải ăn. Đi lên trên nhà dậm chân gì. Nó nói em như thế đấy chị. Chị thấy có kinh khủng không? Sáng nay lúc Trâm Anh nó về, thấy sắc mặt của nó cũng không được tốt. Chắc là có thể nó đang không vui sẵn. Nhưng mà kể cả là nó không vui đi, nhưng mà đâu phải là cứ trong lòng mình thấy không vui là mình được quyền ăn nói như thế với chị dâu đâu. Cái đó người ta bảo là hỗn đấy chị. Em cũng toàn thế còn gì. Em thi thoảng em cũng bực tức ở đâu đâu ấy, xong em toàn về em chút giận với chị còn gì. Đâu. Còn nếu mà em có làm như thế đấy là em chỉ nói trong vô thức thôi. Lần sau nếu mà chị thấy em nói kiểu đấy chị cứ mắng thẳng vào mặt của em ấy. Khiếp. Chị chả dám. Nhưng mà thật sự là em không thể nào mà em sống chung được với nó ấy chị. Trời ơi, làm gì bây giờ? À, em cầu trời khấn Phật, em cầu trời khấn Phật trong cái tháng này nó sẽ trôi qua cho thật là nhanh. Sau đó thì em cầu mong cho gia đình chú Danh sẽ mau mau chóng chóng đi ra khỏi cái nhà này. Thôi đi ra khỏi nhà này đi, dọn ra khỏi đây. Đi đi. Em chào hai chị ạ. Ừ. Em đem nho ra cho chị. Vì lúc nãy em thấy chị không ăn nhiều gì cả. Lần sau em cứ để ở bên trong nhà cũng được. Chị cảm ơn. Chị ăn. Thôi em lên nhà đi. Chị Hà. Gì?